Nga tìm ra cách vô hiệu hóa đạn chùm sát thương cao của Mỹ, buộc Ukraine phải đổi chiến thuật. Thưa quý vị, Mỹ đã cung cấp đạn chùm có tính sát thương cao cho Ukraine vào tháng trước sau khi thừa nhận nước này đang cạn kiệt đạn pháo cỡ nòng 155mm theo quy ước. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ dẫn lời các chỉ huy quân sự và binh lính Ukraine cho biết quân đội Nga đang thích nghi hiệu quả với loại đạn chùm này. Đạn chùm rất tốt, chúng phát huy hiệu quả, nhưng Nga đang đào hào sâu và học cách đối phó nhanh chóng. Một chỉ huy đại đội trinh sát của Ukraine cho hay, đồng thời giải thích Nga đã đào các chiến hào sâu hơn 2 mét và phân tán quân đội trong những khu vực rộng lớn để tránh thương vong. Cùng với việc sử dụng đạn chùm do Mỹ cung cấp, các lực lượng của Ukraine cũng được cho là đã thay đổi chiến thuật, từ sử dụng các phương tiện bọc thép sang đi bộ tấn công nhằm xuyên qua các bãi mìn để tiến vào các vị trí của Nga. Sự dịch chuyển này diễn ra sau khi các lực lượng của Ukraine tổn thất số lượng lớn xe bọc thép do các bãi mìn của Nga khi bắt đầu tiến hành phản công vào đầu tháng 6. Một binh lính Ukraine cho biết trong số 60 người tấn công vào các vị trí của Nga thì có tới 45 người thương vong. Đạn chùm và các chiến thuật mới vẫn chưa thể giúp Ukraine tiếp cận những phòng tuyến mạnh mẽ nhất của Nga, bao gồm một loạt chiến hào bộ binh, bẫy xe tăng và các chướng ngại vật khác cần phương tiện hạng nặng để xuyên qua. Tuy không đạt được nhiều tiến triển, nhưng quân đội Ukraine vẫn khen ngợi hiệu quả của bom chùm khi gây thương vong cho đối phương trong bán kính rộng. Thậm chí, nếu bạn chạch hướng một chút thì vẫn có hiệu quả. Với đạn chùm, bạn có thể khai hỏa 3 lần và cây cối hoàn toàn đổ dạp, binh lính Ukraine nói. Cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu Ben cũng đánh giá cao việc sử dụng đạn chùm. Ông nhận định, nếu bạn đang ngồi trong một chiến hào mở, bạn sẽ phải trả giá đắt trước những thứ như vậy. Đồng thời cho rằng chúng cũng có thể phát huy hiệu quả với pháo binh của đối thủ, miễn là chúng đủ khả năng vươn tới mục tiêu. Chỉ quyền Tổng thống Biden thông báo kế hoạch cung cấp hàng trăm nghìn quả đạn chùm cho Ukraine vào đầu tháng 6 với loại đạn có thể được phóng từ lựu pháo, Mỹ và đồng minh đã cung cấp gần 100 tỷ đô vũ khí, đạn dược, huấn luyện, tình báo và sự hỗ trợ khác cho Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Đối mặt với ưu thế trên không và pháo binh vượt trội của Nga, các lực lượng của Ukraine không thể đạt được đột phá kỳ vọng nhiều Donbass, Zaporizhzhia và Kherson, làm dấy lên mối lo ngại ở Kiev và các nước ủng hộ Ukraine rằng dư luận phương Tây sẽ không còn quan tâm đến việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga. Tin tiếp theo, lính dù Nga thực hiện chiến thuật đổ thổ lợi hại khiến quân Ukraine thiệt hại nặng nề. Thưa quý vị, theo phán đoán của Ukraine, hơn 200 lính dù Nga ẩn nấp trong tầng hầm để bất ngờ tấn công vào quân đội Ukraine đột kích vào làng Staro Mayorske thuộc khu vực đông nam tỉnh Donetsk. Mới đây, tờ thời báo New York, New York Times của Mỹ đăng bài báo có tựa đề thành công nhỏ của quân đội Ukraine trong tình thế khó khăn của cuộc phản công lớn. Trong đó mô tả cuộc tấn công của quân đội Ukraine và Saro ở mỏm đá Vremesky. Hãng tin Mỹ CNN cũng đồng thời phát sóng một bộ phim truyền hình đánh giá kết quả chiến đấu của quân đội Ukraine ở Lazaro Mayerske qua quan sát chiến thuật tấn công của quân đội Ukraine và lazaro Saro Mayosuke, có thể đánh giá hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine phụ thuộc khả năng của các lữ đoàn NATO trong đột phá tiền tuyến. Theo New York Times và CNN, trước khi tấn công vào Lazaro Mayoske, quân đội Ukraine đã tiến hành trinh sát ngôi làng và phán đoán chỉ có một trung đội Nga chốt giữ ở đó. Xét từ tỷ lệ tấn công phòng thủ theo công thức 3-1, như vậy, quân đội Ukraine sử dụng lực lượng tấn công hơn 70 người, một đại đội. Nhưng khi quân đội Ukraine sử dụng một đại đội để tấn công vào làng Staro Mayoske, họ đã gặp phải một tình huống bất ngờ. Quân Ukraine khi trinh sát phản đoán rằng, mặc dù quân Nga chỉ có khoảng một trung đội trong làng, nhưng trên thực tế có hơn 200 lính dù đang ẩn náu dưới hầm. Theo thông tin sau này của lính Ukraine cho biết, trong làng có hơn 200 lính dù của trung đoàn dù 247 ẩn nấp dưới lòng đất. Những người này nhiều ngày thậm chí không hề xuất hiện trên mặt đất để đi vệ sinh. Sau khi quân Ukraine tràn vào làng Staro Mayoske, họ lập tức bị quân dù bao vây và tiêu diệt hoàn toàn. Bên cạnh đó, những người lính của quân đội Ukraine vẫn còn nỗi sợ hãi dai dẳng về những bãi mìn toàn diện do quân đội Nga giải và những trận mưa đạn kinh hoàng của pháo binh Nga khi họ miêu tả là các trận pháo kích không có hồi kết. Trong quá trình tiếp cận phòng tuyến quân Nga, theo các binh sĩ Ukraine, điều đầu tiên họ gặp phải là các bãi mìn chống tăng của Nga trên đường một khi phương tiện buộc phải dừng lại do vướng phải mìn, quân Nga sẽ bắt đầu sử dụng UAV tương tự Lancet để tấn công các phương tiện cơ giới. Khi toàn bộ đội hình tấn công của quân đội Ukraine bị tê liệt, pháo binh Nga bắt đầu bắn phá, đánh bại hoàn toàn đội hình tấn công của quân đội Ukraine. Lính Ukraine cho biết, hỏa lực pháo binh Nga cực kỳ dài đặc, đạn bắn dường như vô tận. Ví dụ, khi quân đội Ukraine đột phá vào phía bắc của làng Saro Mayoske và chuẩn bị kéo cờ ở hội trường của làng. Vừa quay xong video thì pháo binh của quân đội Nga ở hai bên liên tục nã đạn từ trên cao xuống, biến làng Saro Mayoske thành một chảo lửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước sự phòng thủ vững chắc của quân đội Nga, các binh sĩ của Ukraine được giao nhiệm vụ tấn công làng Saro Mayoske đã phải chịu thương vong nặng nề. Trong một lần tấn công các vị trí quân Nga, phía Ukraine điều 10 chiếc xe chống mìn pro của Mỹ viện trợ, nhưng chỉ có một chiếc quay lại, còn lại đều mất tích. Một người lính thuộc lữ đoàn 23 của quân đội Ukraine khi được CNN phỏng vấn đã chỉ ra rằng, sau một tháng chiến đấu, chỉ còn lại 10 người khỏe mạnh trong tiểu đoàn của anh ta, nghĩa là 98% số người đã chết, mất tích hoặc bị thương. Hiện ở khu vực Novosika thuộc phía nam tỉnh Donetsk, quân đội Ukraine có 3 lữ đoàn, bao gồm lữ đoàn bộ binh 23, lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 và 37. Như vậy, mặc dù quân đội Ukraine xác định đây là hướng quan trọng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tiến triển rõ ràng trên mặt trận này. Theo trang tin bình luận quân sự của Nga ngày 9 tháng 8 đưa tin, sau khi tiến vào làng Saro Mayoske và kéo cờ chụp ảnh, quân đội Ukraine đã không thể giành được chỗ đứng trong làng, do sự phản công dữ dội của quân đội Nga và đã phải rút khỏi làng Staromayorske. Liên quan đến các thông tin của New York Times và CNN, có thể thấy chiến thuật phòng thủ của quân đội Nga đó là biến những làng ở khu vực chiến tuyến như làng Staromayorske thành các tiền đồn chốt canh của quân đội Nga. Theo chiến thuật phòng thủ tiêu chuẩn của quân đội Nga, tiền đồn không có nhiều quân ở những tiền đồn chốt canh này của Nga, đơn vị lớn nhất đến cấp đại đội, nhiệm vụ chính là chỉ mục tiêu cho pháo binh, cảnh báo động tĩnh, phát hiện hành tung cũng như xác định hướng tấn công chính của quân Ukraine. Một khi quân Ukraine thực sự xuất đại quân tiến công, quân Nga nhất định phải bỏ các tiền đồn cho canh này, rút lui về tuyến phòng thủ thứ nhất, đồng thời sử dụng hỏa lực pháo binh và không quân để thiết lập khu vực tiêu diệt địch bằng hỏa lực giữa vị trí chốt canh và tuyến phòng thủ thứ nhất. Hỏa lực pháo hạng nặng và các bãi mìn chống tăng tích hợp của Nga đã làm chậm lại bước tiến của quân Ukraine. Bây giờ có thể thấy rằng, quân đội Nga đã sử dụng thành thạo chiến thuật phòng thủ này, mức độ phối hợp binh chủng và phối hợp hỏa lực cực cao. Điều này phản ánh trình độ của quân đội Nga trong tác chiến phòng ngự. Quân đội Ukraine nói gì về việc quân dù Nga ẩn nấp trong tầng hầm, thừa dịp quân đội Ukraine sơ hở để tấn công? Theo giới chuyên môn, không thể có đông quân dù Nga ẩn nấp để đánh độn thổ, mà thực chất, sau khi quân Ukraine bị hứng đạn pháo kinh hoàng của quân Nga làm mất tinh thần, sau đó bị đánh bất ngờ nên lính Ukraine càng hoảng loạn như gà hóa quốc. Như vậy, tính đến hôm nay, cuộc phản công của quân đội Ukraine đã diễn ra được hơn 2 tháng. Đánh giá về cách sử dụng lực lượng của quân đội Ukraine trong 2 tháng qua, đã có hơn chục lữ đoàn NATO với trang bị tương đối tốt, với nhiệm vụ đột phá qua tuyến phòng thủ của quân Nga đã xuất hiện ở chiến trường Zaporozhye hay khu vực mỏm đá Vremeski. So với binh lực mà quân đội Ukraine đầu tư, chỉ có thể nói rằng kết quả tấn công của quân đội Ukraine thực sự mờ nhạt, đặc biệt là khi ba lữ đoàn tấn công vào một điểm nổi bật lớn ở Novosinka. Họ đã chiến đấu trong hai tháng mà không chạm vào tiền đồn của quân Nga. Theo dự đoán, quân đội Ukraine vẫn sẽ tấn công khoảng 2 tháng nữa, nhưng một mặt, sức mạnh trang bị của Ukraine đã giảm rút rất nhiều và có xu hướng ngày càng yếu đi. Như vậy, khi vũ khí thiếu thốn, tinh thần chiến đấu của binh lính đi xuống, họ khó có thể tạo được đột phá qua hệ thống phòng ngự quá vững chắc của quân Nga. Tin tiếp theo, trận chiến kinh hoàng trong giai đoạn 2 cuộc phản công của quân đội Ukraine Thưa quý vị, tại khu vực Zaporozhye, tình hình chiến sự đang leo thang mạnh mẽ. Mới đây, quân Nga đẩy lùi một cuộc tấn công của ba tiểu đoàn Ukraine được tăng cường gia tăng, khiến hàng chục xe bọc thép và hơn 100 quân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đây là những diễn biến chính về sự khởi đầu của giai đoạn thứ hai của phản công của Ukraine. Vậy mục tiêu cuộc phản công giai đoạn 2 của Ukraine là gì? Trước đó, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công theo hướng Orekhovsky ở vùng Zaporozhye. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ba tiểu đoàn bộ binh Ukraine được tăng cường xe tăng đã tham gia cuộc phản công. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi nhờ các hành động chiến đấu kiên cường của các đơn vị thuộc Lữ đoàn 810 Thủy quân Lục chiến và Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 71, Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 42, Tập đoàn quân 58 Nga theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga phá hủy 22 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bọc thép của Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 100 lính. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã phát động tấn công theo hướng Zaporizhia với lực lượng 4 lữ đoàn thuộc quân đoàn 10 với mục tiêu lâu dài là tiếp cận Melitopol. Theo kênh Telegram của Military Observers, chiến dịch này có sự tham gia của 20.000 quân, 90 xe tăng, 120 pháo phản lực MLRS, 80 pháo xe kéo và súng cối. Theo hãng tin Mỹ CNN, khởi đầu giai đoạn 2 của cuộc phản công của Ukraine diễn ra không được thuận lợi. Theo thông tin của quyền thống đốc vùng Zaporizhia thân Nga, ông Yevgeny Plasky, trong những ngày qua, quân đội Ukraine đã thực hiện 36 cuộc tấn công vào các khu dân cư ở các hướng Pologorsky, Tomasky và Theo ông Balisky, quân đội Ukraine đang tích cực cố gắng vượt qua tuyến phòng ngự đầu tiên của quân đội Nga trong khu vực, giao tranh ở các làng Rabotino, Novo Danilovka, Novo Poprovka rất ác liệt. Theo hướng Nam Donetsk, tập đoàn quân Vostok đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Ukraine theo hướng làng Nikonskoye, vùng Ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào chúng tôi sát cánh cùng nước Nga cho biết trên trang Telegram cá nhân. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 27 tháng 7, quân đội Ukraine tấn công các trận địa phòng ngự của Nga dưới sự yểm trợ của xe bọc thép. Tổng cộng, hơn 10 phương tiện tham gia cuộc tấn công, trong đó có khoảng 60 xe tăng được chia thành hai nhóm lưu ý rằng quân đội ukraine đã không sử dụng lực lượng như vậy trong một thời gian dài vì họ biết rằng chúng tôi khá dễ dàng phá hủy vũ khí của họ để chuẩn bị cho cuộc đột kích quân đội ukraine đã sử dụng pháo binh bắn phá dữ dội và trận địa phòng ngự của quân nga sau đó các lực lượng mới thực hiện đột phá kết quả là các mũi tiến công của quân đội ukraine đã đột phá và sát trận địa phòng ngự của quân nga ở một số nơi thậm chí gần như tiến đến tuyến phòng thủ thứ hai nhưng đã bị quân nga đẩy lùi và không thể tiếp cận được là rabotino Quân đội Nga đã chống trả quyết liệt bằng nhiều loại vũ khí, súng cối pháo binh, không quân được sử dụng ở cự ly xa, vũ khí nhỏ được sử dụng ở cự ly gần. Kết quả là quân đội Ukraine thiệt hại 22 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh và khoảng 100 quân. Hiện quân Nga tiếp tục pháo kích vào lực lượng Ukraine trong khu vực, để họ không thể củng cố lực lượng tập trung cho một cuộc tấn công mới. Điều đáng chú ý là các nhóm tấn công của Lữ đoàn 33 và 118 của quân đội Ukraine được huấn luyện ở nước ngoài và trang bị chủ yếu bằng vũ khí phương Tây đã tham gia vào cuộc tấn công. Ngoài ra, một số lượng vũ khí kỷ lục cũng được quân đội Ukraine ném vào cuộc tấn công trên hướng Zaporizhia. Mặc dù vậy, rất khó để nói liệu đây là đợt phản công thành công của Ukraine hay không. Điều gì sẽ chờ quân đội Ukraine khi vượt qua tuyến phòng thủ thứ nhất của Nga Trước đó, trên kênh Telegram của mình, Orogov đã dự báo làn sóng phản công thứ hai của quân đội Ukraine được lên kế hoạch vào cuối tháng 7 và sẽ kéo dài đến giữa tháng 8. Chuyên gia quân sự Mikhail Onufrenko của Nga cho biết, các trận đánh ở phía nam Orekhov gần làng Rabotino diễn ra thực sự ác liệt khi quân đội Ukraine tung vào đây tới 80 xe bọc thép. Sau khi tổ chức đột phá không thành, quân đội Ukraine buộc phải tiếp tục đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu. Họ đã đột nhập được vào địa trận phòng ngự của chúng tôi ở ba khu vực nhưng đã bị mắc kẹt ở đó, với kết quả là thiệt hại hơn 30 xe bọc thép và phải rút lui, chuyên gia Ono Frenko cho biết thêm. Theo chuyên gia, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã phải tung lực lượng dự bị là các lữ đoàn thuộc quân đoàn 10 và chiến đấu. Quân đoàn 10 chỉ được sử dụng khi tuyến phòng ngự của chúng tôi bị phá vỡ và họ sẽ là lực lượng thọc sâu đến Melitopol. Như vậy, quân đội Ukraina đã phải tung lực lượng dự bị chiến lược và chiến đấu. Chuyên gia O'Neill Franco cũng nhận định, nhất định Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga sẽ sử dụng tất cả các nguồn dự trữ để đạt được ít nhất một số thành công. O'Neill Franco cũng cho rằng nếu quân đội Nga mở hướng tấn công ở Donetsk và Lugansk thì ở mặt trận Zaporozhye không cần phải quá lo lắng. Lý do là trên hướng Zaporozhye, quân đội Nga đã xây dựng hệ thống công sự phòng ngự rất kiên cố. Nếu quân đội Ukraine vừa qua tuyến phòng ngự thứ nhất thì họ phải đối đầu với tuyến phòng ngự thứ hai và ba còn kiên cố hơn. Nếu tuyến phòng ngự thứ nhất chỉ là các bãi mìn thì tuyến phòng ngự thứ hai và thứ ba mới là tuyến chiến đấu. Do vậy, ý tưởng về một cuộc tấn công của quân đội Ukraine và Berdyansk và Melitopol tiếp cận Crimea là rất khó, chuyên gia nhấn mạnh. Vào ngày 5 tháng 8, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công vào các vị trí quân Nga gần saro và Urojain ở phía nam Donetsk. Họ bị quân Nga phản công dữ dội và phải rút lui sau khi chịu tổn thất nặng nề. Lữ đoàn gia tăng số 1 của Ukraine cũng bị pháo binh và không quân Nga tấn công và phải rút lui sau những tổn thất nặng nề. Sự xuất hiện của lực lượng dự trữ mới dự kiến dẫn đến cuộc tấn công mới của Ukraine. Cuộc phản công của Ukraine bắt đầu đêm ngày 4 tháng 6 và quân đội Ukraine đã đạt được một số tiến bộ. Giao tranh trong 2 tháng khiến quân đội Ukraine thiệt hại 43.000 quân. Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn lầu năm góc của Mỹ cho biết các bệnh viện trong khu vực do Ukraine kiểm soát hiện chật kín thương binh. Phần lớn tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga vẫn án binh bất động, tuy không bị chọc thủng nhưng vẫn có phần đuối sức. Nhưng tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba vẫn còn rất nhiều binh lính mới và họ chưa tham chiến, vẫn đang chờ cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Do đó, quân đội Ukraine còn chặng đường dài để vượt qua Tốc Mắc, Melitopol, tiến thẳng tới Berdian, còn tuyến Tốc Mắc, còn khó khăn hơn rất nhiều. Hầu hết tuyến phòng thủ đầu tiên đã được quân đội Nga củng cố vào mùa xuân. Điều đó có nghĩa là quân đội Ukraine vẫn chưa chiếm được nhiều vị trí đã mất trong chiến dịch xuân hè năm nay. Tin tiếp theo, Ukraine tuyên bố ra đòn liên hoàn bắn nổ tung 3 siêu pháo Nga cùng lúc. Thưa quý vị, lữ đoàn pháo binh riêng biệt từ 45 của lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố đoạn video được quay gần đây cho thấy quân nhân của họ đang khai hỏa nhắm vào các hệ thống pháo binh của Nga. Hoạt động trinh sát trên không của lữ đoàn đã xác định thành công ba hệ thống pháo Nga. Sau đó, các đơn vị tên lửa của lữ đoàn tham gia tấn công để tiêu diệt mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên trong video là một khẩu lựu pháo D30 122mm. Vị trí của lựu pháo đã được che giấu trong rừng cây, tuy nhiên nó đã bị phát hiện và bị tấn công chính xác dẫn đến sự hủy diệt của nó. Sau thành công của cuộc tấn công đầu tiên, Lữ đoàn 45 đã nhắm mục tiêu vào hai khẩu pháo tự hành của Nga, được gọi là 2S1 Gostika phá hủy hoàn toàn chúng. Theo Ritz, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, lực lượng Nga đã mất ít nhất 62 khẩu pháo D-30 sau 9 đơn vị pháo tự hành 2S1 Gostika. Tin tiếp theo, sự thật phía sau việc Ukraine phá cầu dẫn đến Krem, nhưng Nga không đáp trả tương ứng. Thưa quý vị, vào Chủ nhật, lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng tên lửa đầu hoặc tên lửa tương tự của Pháp, tên lửa hành trình SCAP, để tấn công hai cây cầu, cầu Cholgazki một lần nữa, cầu geniches Hai cây cầu này nối Kremlin với đất liền Nga. Vụ tấn công diễn ra vào thời điểm cầu Kremlin đang hoạt động ở chế độ chạy ngược sau vụ tấn công khủng bố ngày 17 tháng 7. Quyền thống đốc vùng Kherson Vladimir Sado cho biết đường ống khí đốt từ mỏ Shalkorskoye đến Genichet đã bị hư hại sau cuộc tấn công vào cầu Genichet. Hơn 20.000 cư dân không có nguồn cung cấp khí đốt. Theo Sado, lực lượng vũ khí Ukraine cố tình giàn dựng một hành động khiêu khích khác trước khi khai trương tuyến đường sắt Genichet, Dankoy. Thống đốc Kremlin Sergei xác nhận rằng nền đường của cầu ô tô Cholgasky cũng bị hư hại lực lượng ô tô đã được chuyển hướng qua các trạm kiểm soát Amiens và Krasnoperipos. Blogger Jury Podoljaka phân tích hậu quả vụ tấn công cầu Chogasky. Ông lưu ý rằng một cây cầu phao đã được chuẩn bị để sắp xếp giao thông theo đúng nghĩa đen trong vòng một giờ. Bằng cách này, quân đội Nga sẽ không bị cắt nguồn cung cấp quân sự. Ông cũng chỉ ra rằng một tên lửa đi chạch hướng và không bắn trúng cây cầu Chi tiết này nói lên khả năng của các hệ thống tác chiến điện tử của Nga trong việc chuyển hướng tên lửa khỏi quỹ đạo. Kênh Telegram Ukraina Military Analytics cho biết, lực lượng vũ trang Ukraina muốn cô lập Kerem và sau đó giải phóng bán đảo, tương tự như Kherson. Tuy nhiên, để thực hiện kế hoạch này, Ukraina cần tiến hành phóng hàng chục tên lửa và tổ chức các cuộc tấn công thành công ở phía trước. Chế độ Kiev đã lựa chọn tấn công khủng bố để đảm bảo có thứ gì đó bùng cháy ở Nga mỗi ngày, tờ Pravda của Nga nhận định. Kiev sẽ yêu cầu phương Tây cung cấp máy bay có khả năng mang tên lửa, vũ khí từ xa và tầm xa, bao gồm cả máy bay không người lái và UAV hải quân. Đức được cho là có ý định chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine. Tên lửa Atom của Mỹ sẽ xuất hiện tiếp theo. Bất chấp việc phá hủy các sân bay Ukraine ở vùng Khmelnytsky và Rivne, Ukraine chứng tỏ khả năng sống để chiến đấu vào một ngày khác. Do đó, việc tiêu diệt máy bay Su-24 và các sân bay của Ukraine nên trở thành ưu tiên hàng đầu của lực lượng Nga. Tuy nhiên, những cây cầu bắc qua sông Dnipro vẫn còn nguyên vẹn. Không rõ tại sao lực lượng vũ trang Nga không sử dụng chiến thuật thành công này. Nga có thể dễ dàng phá hủy các cây cầu bắc qua sông Dnipro để làm gián đoạn hoạt động hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine. Và điều này sẽ quyết định kết quả của chiến dịch đặc biệt có lợi cho Nga. Konstantin Sipkov, thành viên của Học viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga tin rằng bom dẫn đường UFAB-1500 với tầm trượt 40 km có khả năng phá hủy bất kỳ cây cầu nào. Theo ông, quyết định không đánh bom các cầu Ukraine là một quyết định chính trị của Điện Kremlin.